Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tốc độ lây lan khủng khiếp của cúm Vũ Hán. Dịch bệnh cúm Vũ Hán đang tác động đến nhân loại theo một cách quá nhanh và quá nguy hiểm. Hãy cùng phân tích những đặc điểm của cúm Vũ Hán để từ đó có những biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự lây lan này. Và công sở là một trong những môi trường có lợi cho sự sinh sôi nảy nở của loại cúm đặc biệt nguy hiểm này với nhiều người. Đây là hình ảnh họp trực tuyến tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng 3 năm 2020. Mọi người cũng phải giữ khoảng cách với nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người duy nhất không đeo khẩu trang, trong khi những quan chức khác thì vẫn đeo. Ngay từ cuối tháng 2, chính phủ Nhật Bản đã khuyến cáo những người có biểu hiện cúm nhẹ cũng nên nghỉ làm và ở nhà theo dõi, đồng thời khuyến khích các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính phủ Hàn Quốc vào chiều ngày 2 tháng 3 đã công bố hướng dẫn mới về cơ chế làm việc linh động, bao gồm thời gian và hình thức làm việc của các cơ quan, tổ chức chính phủ. Theo văn bản được Bộ Quản lý Nhân lực Hàn Quốc gửi tới 50 tổ chức chính phủ, hướng dẫn mới này cho phép các cơ quan công sở trên toàn quốc sẽ chuyển sang hình thức làm việc từ xa tại nhà hoặc các trung tâm làm việc thông minh do chính phủ vận hành và theo thời gian linh động. Hướng dẫn này nhằm đảm bảo mật độ trong văn phòng làm việc và tiếp xúc trực tiếp, khuyến cáo những người làm việc trong văn phòng thay đổi lịch trình đi làm và ăn trưa. Hướng dẫn này cũng tìm cách giảm thiểu các cuộc họp trực tiếp và mở rộng các cuộc họp trực tuyến. Hàng loạt tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử lớn của Mỹ cũng như thế giới như Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon đã khuyến khích nhân viên áp dụng cách làm việc từ xa, không cần đến văn phòng. Và điển hình trong số đó là các ông lớn như công nghệ như Apple. Thông báo của hãng này, từ nửa đầu tháng 3, hầu hết các nhân viên của Apple đã trên toàn cầu đã có thể làm việc từ xa nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan. Cho đến nay, thì hầu hết các nước trên thế giới đều đã thực hiện đóng cửa các công sở, tổ chức làm việc trực tuyến cho nhân viên của mình. Và bởi công sở là nơi mà viêm phổi Vũ Hán có thể nhanh chóng lây lan cho nhiều người, nên ngay từ đầu mùa dịch, chính phủ các nước đều khuyến khích người sử dụng lao động cho lao động làm việc tại nhà nếu có thể. Đây là hình ảnh nghiên cứu cho thấy phòng cà phê và phòng trà là nơi đầu tiên trong công sở bị nhiễm khuẩn. Các nhà nghiên cứu cho thấy các loại mầm bệnh viêm phổi Vũ Hán vi khuẩn lây lan dễ dàng nơi văn phòng. Kissing Hedrich, giám đốc nghiên cứu và sáng tạo chiến lược của trường đại học khoa học và toán học North California, đã nghiên cứu về sự đa dạng và độ sinh sôi nảy nở nhanh chóng của đời sống vi sinh vật trong công sở. Bà phân tích như sau: mọi người dành phần lớn thời gian cuộc sống hàng ngày của mình trong phạm vi làm việc, nơi họ chia sẻ khoảng không và dùng chung với nhau rất nhiều đồ với các bề mặt, làm tăng số lượng vi trùng, vi khuẩn trên bề mặt và trong không khí. Nói cách khác, nhiều bề mặt ở công sở nơi mọi người thường chạm tay chính là nguồn nguy hiểm rất cao lây lan viêm phổi Vũ Hán và cũng như vi khuẩn nguy hiểm khác. Càng nhiều người chạm vào, nguy cơ lây lan càng cao. Các chỗ như tủ lạnh, tay nắm ngăn kéo, cần gạt vòi nước hoặc là tay nắm các cánh cửa và các ly cà phê thường là những điểm ô nhiễm nhất. Một nghiên cứu cho thấy đặt một mẫu phẩm virus vô hại vào một chỗ tay nắm cửa hoặc ở trên mặt bàn một tòa nhà văn phòng. Khu vực đầu tiên bị nhiễm khuẩn là phòng pha cà phê và chỉ trong vòng từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ, virus này đã được phát hiện trên từ 40 cho đến 60% tổng số nhân viên và khách đến thăm và các vật thể có nhiều người chạm tay vào trong tòa nhà. Một mối nguy hiểm lớn hơn trong chuyện lây lan viêm phổi Vũ Hán là những gì đang bay lơ lửng trong không khí mà họ hít thở mỗi ngày. Đây là hình ảnh siêu thị là một trong những nơi dễ lây nhiễm dịch bệnh. Tiến sĩ Ali Khan, một nhà dịch tễ học và là giáo sư trường y tế công thuộc Đại học Nebraska đã nói như sau: mối nguy hiểm lớn nhất không phải đến từ tòa nhà hay công sở, mà từ các nhân viên ốm bệnh. Ông nói nếu như một người bị ốm, người đó có thể làm lây lan mầm bệnh cho họ khi ho hoặc hắt hơi, khi họ chạm vào bề mặt tiếp xúc với gần các đồng nghiệp khác,
ngay cả khi họ ngồi bàn làm việc riêng thì mầm bệnh cũng có thể lây lan qua việc bay trong các hạt li ti mà họ làm bắn ra, là những hạt sẽ đậu xuống bề mặt và gây lây nhiễm tiếp theo. Luồng không khí lưu chuyển trong các văn phòng cũng làm lây lan vi trùng và vi khuẩn. Ở môi trường trong nhà, đời sống, vi trùng vi khuẩn được lưu chuyển trong không khí và trong các hệ thống điều hòa không khí chạy khắp. Bác sĩ Phan Xuân Trung, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cúm Vũ Hán có thể tồn tại trong không khí dưới dạng sương mù, giọt nước nhỏ lơ lửng sẵn trong không khí, chờ người ta hít thở thì theo luồng thở mà bay vô mũi, họng. Những quốc gia lạnh lẽo, mù sương không gian kín hoặc là showroom hoặc là công sở gắn máy lạnh, xe điện ngầm, xe hơi, xe bút, khoa máy bay, siêu thị, vân vân chính là những môi trường lý tưởng cho cúm Vũ Hán rong chơi và lây lan. Và vì vậy, việc giữ cho bầu không khí trong nhà được lưu thông thoáng đãng là điều hết sức quan trọng vào lúc này. Đây là hình ảnh sông tinh dầu trong phòng khách là cách để phòng ngừa một số dịch bệnh. Bảo dưỡng các hệ thống và các bộ lọc khí có tác động lớn trong việc các thành phần lây nhiễm bị thổi đi trong không khí như thế nào. Cho nên các tòa nhà không được bảo dưỡng đúng cách đối với các bộ phận lưu không khí, lọc khí, hút ẩm và điều chỉnh nhiệt độ có thể khiến cho có nhiều vi khuẩn, vi trùng được thổi đi trong hệ thống điều hòa không khí cả tòa nhà. Đồng thời cũng tăng cường lưu thông không khí khu vực nhà bằng cách mở các cửa ra vào và các cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa là điều cũng có thể phòng tránh. Phòng ốc cũng phải được giữ thông thoáng sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Có thể dùng tinh dầu để sông nhà phòng ngừa dịch lây lan qua đường hô hấp, phòng ngừa nấm mốc phát sinh trong môi trường ẩm dày đặc, bụi mịn. Tuy nhiên, cần nhớ là cách duy nhất để viêm phổi Vũ Hán có thể sinh sôi nảy nở là chúng phải vào được bên trong của cơ thể con người. Tức là bạn phải khiến cho mầm bệnh xâm nhập vào người, mà thường là do bạn chạm tay vào mặt một cách vô thức và từ đó bạn mới có thể bị ốm và lây lan cúm. Đây là hình ảnh đưa tay lên mũi, miệng và mắt là những con đường tốt nhất để cúm Vũ Hán xâm nhập vào cơ thể con người. Đây là cách thức xảy ra đối với một loại là viêm phổi Vũ Hán. Ngay cả khi loại cúm này đã lây trên tay bạn thì bạn vẫn cần phải làm cho nó xâm nhập vào người thì mới có thể ngã bệnh được. Cúm Vũ Hán có kích thước nhỏ xíu, nếu bám được vào các thành tế bào của vật chủ thì mới chui vào bên trong, phá hủy các tế bào này rồi sinh sôi, nảy nở và gây mầm bệnh. Cho nên, nếu cúm Vũ Hán không bám vào tế bào sống thì cũng trở nên vô hại. Và mỗi loại cúm Vũ Hán chỉ được lập trình để bám vào một loại vài tế bào nhất định mà thôi. Khác loại tế bào thì cúm không thể hoạt động được. Do đó, cúm Vũ Hán bám lên da, lên tay thì chưa sao, nhưng đưa tay lên quệt, lên mắt, lên mũi thì sẽ gây ra bệnh. Bởi loại cúm này sống trong tế bào niêm mạc của đường hô hấp và mắt, và một khi nó được vào được bên trong tế bào chủ thì sẽ phát huy tối đa sức công phá và có khả năng dẫn đến cái chết cho bạn. Do đó, rửa tay thường xuyên và kỹ càng đã trở thành câu thần chú quen thuộc trong mùa dịch ở khắp nơi trên thế giới mà mọi người cần cố gắng thực hiện. Đây là hình ảnh các bước rửa tay đúng cách để ngăn ngừa dịch bệnh. Rửa tay thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả để không cho viêm phổi Vũ Hán bám lên tay và đủ lâu để có thể bám lên mắt. Đặc biệt là không nên dùng tay có thể dụi lên mắt hoặc ngoái mũi, điều đó cũng sẽ gây nguy hiểm cho bạn vì cúm có thể xâm nhập vào cơ thể. Và nên dùng xà phòng rửa tay vì virus không phải là một sinh vật sống mà là một phân tử protein. Nó không bị giết mà phải tự phân rã. Thời gian phân rã phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và loại vật liệu nơi nó nằm. Cúm Vũ Hán rất dễ vỡ, điều duy nhất bảo vệ nó là một lớp mỡ mỏng bên ngoài. Đó là lý do tại sao bất kỳ xà phòng hay chất tẩy rửa nào là phương thuốc tốt nhất. Bởi vì bọt sẽ loại bỏ lớp bớt mỡ bên ngoài của cúm và do đó bạn phải trà sát trong vòng 20 giây trở lên để tạo nhiều bọt bằng cách hòa tan lớp chất béo, phân tử protein tự phân tán và tự phân hủy. Nhiệt cũng làm tan mỡ, vì vậy nên sử dụng nước trên 25 độ C để rửa tay, quần áo và mọi thứ. Ngoài ra, nước nóng tạo ra nhiều bọt hơn
và điều đó càng hữu ích hơn trong việc loại bỏ cúm Vũ Hán. Việc cạnh đó, độc giả cần lưu ý nhiều các biện pháp quan trọng khác như đeo khẩu trang để hạn chế dịch chứa cúm Vũ Hán lơ lửng trong không khí, vệ sinh mũi, họng, miệng bằng cách những cách khác mà đúng theo yêu cầu của y tế, hoặc súc miệng bằng đủ loại nước sát trùng, nhỏ mũi, xịt họng, hay xông hơi mũi, họng bằng lá xông hơi, tinh dầu, và đặc biệt là tăng cường sức đề kháng của cơ thể bằng cách ăn uống lành mạnh, tăng cường bổ sung vitamin từ hoa quả và rau xanh, ăn ngủ đúng giờ và tập thể dục đều đặn cũng là một biện pháp tăng cường khả năng miễn dịch của chính bạn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.